top 10 loại bánh mì đắt nhất thế giới. Bánh mì chắc chắn là một trong những thành tựu ẩm thực vĩ đại nhất lịch sử mà loài người từng sáng tạo ra. Kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên cách đây hàng thiên niên kỷ, bánh mì đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống sinh hoạt của nhiều quốc gia châu Âu, là nguồn lương thực gần như không thể thay thế được. Bánh mì thì vốn là loại thực phẩm phổ biến trong cuộc sống thường ngày với mức giá bình dân, hầu như ai cũng có thể mua được. Tuy nhiên trên đời lại có những loại bánh mì đắt đỏ đến mức khó nuốt trôi. Nguyên liệu đắt đỏ như vàng, bơ, hảo hạng khiến giá của nhiều loại bánh mì được đẩy lên rất cao. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng kênh Thung Lũng Thời Đại tìm hiểu top 10 loại bánh mì đắt đỏ nhất thế giới. Video sẽ rất thú vị, hãy xem tới cuối video bạn nhé. Cùng bắt đầu thôi. Số 10, bánh đô sa rát vàng có giá 18 đô la, xấp xỉ 420.000 đồng trên một ổ. Món bánh đô sa bình dân được làm từ gạo và đậu lăng, vốn chẳng xa lạ với người dân miền Nam Ấn Độ. Đô sa thì có thể làm từ rất nhiều nguyên liệu, phổ biến nhất là món masala đô sa với gạo và khoai tây nghiền. Vì vậy mà giá của chúng cũng không quá đắt. Thế nhưng, nhà hàng Raibok ở thành phố Bengaluru ở miền Nam Ấn Độ lại nghĩ ra chiêu rát vàng nguyên chất lên món đô sa truyền thống. Và dĩ nhiên, giá của chúng cũng bị đẩy lên gấp nhiều lần. Giờ đây, nếu muốn thưởng thức món đô sa quý tộc, thực khách sẽ phải tiêu tốn gần 1.011 rupee, tương đương 420.000 đồng thay vì 20.000 cho đến 40.000 đồng cho mỗi chiếc bánh. Nhà hàng đảm bảo rằng thực khách sẽ được ăn đúng 1mg vàng nguyên chất trải dài 12cm trên chiếc bánh. Lớp vàng này chỉ được phủ ở vỏ ngoài cùng, cũng giống như phết một lớp bơ hay format lên bánh mì vậy. Đây đúng là một món bánh dành cho những thực khách lắm tiền, ham của lạ. Số 9, ổ bánh mì tre tại New York có giá 20 đô la, xấp xỉ 460.000 đồng cho một ổ. Mì tre là loại bánh mì đắt đỏ hiếm có bạn tìm được tại New York với mức giá 20 đô la, tương đương 460.000 đồng cho một ổ. Được tạo nên bởi loại bột hữu cơ lên men tự nhiên sau nhiều ngày tạo nên hương vị độc đáo chẳng thể lẫn với bất kỳ loại bánh nào trên thế giới. Tại thành phố New York đông đúc của cửa hàng Army Bridge chính là địa chỉ đáng tin cậy để thực khách thưởng thức chiếc bánh mì tre chính hiệu. Ngoài ra thì mọi người được gợi ý ổ bánh mì tre sẽ làm thêm phần trọn vẹn khi thưởng thức cùng bơ chua. Số 8, The Sauerkraut có giá 21 đô la, xấp xỉ 483.000 đồng cho một ổ. Truyền hào của nước Anh, xứ sở sương mù mang tên The Sauerkraut. Loại bánh này thì được Tom Herbert, chủ tiệm bánh ở Cotswold, Anh sáng tạo khi đã 3 tuổi. Không dự kiến công thức thì nhiều loại bánh đắt đỏ trên, The Sauerkraut được đầu bếp công khai hướng dẫn từng bước làm nên trang blog Make My Day. Với công thức được ấp ủ từ 55 năm trước, chiếc bánh mì đạt chuẩn ngoài việc sử dụng những nguyên liệu bình thường, Tom Herbert đã sáng tạo thêm vào chiếc bánh khi sử dụng muối biển Cornish, nước suối Cotswold, có lẽ thêm vào vài nguyên liệu đặc biệt ở địa phương đã tạo nên một công thức mới lạ, giúp bánh ngon và có giá trị cao hơn so với mức giá vốn có của nó. Mỗi chiếc The Sauerkraut được bán với giá 21 đô la, tương đương 483.000 đồng trên một ổ. Số 7, bánh mì chua Sador nhân phô mai Roquefort và hạnh nhân có giá 25 đô la, tương đương 575.000 đồng trên một ổ. Được ví như Rolls Royce của các loại bánh mì, Roquefort và Almond Sador có giá chẳng hề rẻ so với các loại bánh khác. Để có cơ hội thưởng thức, bạn sẽ phải chi khoảng 25 đô la, tương đương 575.000 đồng trong một ổ. Lý do nó có mức giá trên trời là bởi đầu bếp đã sử dụng những nguyên liệu cao cấp trong quá trình làm. Chiếc bánh này hoàn toàn không sử dụng nguyên liệu nhân tạo. Ông Paul Hollywood, người tạo ra chiếc bánh, tiết lộ đã sử dụng loại nguyên liệu hảo hạng với phần nhân phô mai Roquefort nổi tiếng và hạnh nhân cao cấp của bột mì hạng A chất lượng nhất thế giới. Hội tụ bao tinh hoa của nền ẩm thực nên chẳng có gì lạ khi giá trị của chiếc bánh lại cao đến vậy. Số 6, bánh mì Royal Plumer có giá 97 đô la, xấp xỉ 2,2 triệu đồng trên một ổ. Chỉ nghe đến cái tên thôi thì cũng đã thấy sang trọng rồi đúng không nào? Đứng thứ 6 trong danh sách chính là loại bánh mì mang cái tên Royal Plumer, vương giả, đã tạo nên bởi đầu bếp Robert Didier tại tiệm bánh Graham ở North Wales, đệ tử của chuyên gia Raymond Plans tại nhà hàng Ochapik, xứ Wales. Ổ bánh mì nhỏ bé sẽ đem đến cho thực khách trải nghiệm ẩm thực lý thú. Điểm đặc biệt làm nên danh tiếng của chiếc bánh Royal Plumer
chính là ở công thức độc đáo khi sử dụng champagne Charles de Canazzo và 4.800mg vàng ăn để tạo nên món bánh mì có 102 này. Thêm một chút vàng đỏ 23 carat lắp phía trên, bánh mì Royal Plumer là một trải nghiệm đáng để thử. Giá cho một ổ bánh mì Royal Plumer là 97 đô la, xấp xỉ 2,2 triệu đồng cho một ổ bánh mì này. Số 5, bánh mì Việt Nam có giá 100 đô la. Vô cùng vinh dự khi góp mặt trong danh sách top những chiếc bánh mì đắt đỏ nhất thế giới. Chiếc bánh mì có giá 2,3 triệu đồng đó được bán ở một nhà hàng Việt ở Tôn Thất Đạm, Sài Gòn. Nhà hàng này thì mang phong cách fashion với một trường phái ẩm thực mới là sự kết hợp của các loại hình ẩm thực đặc trưng của nhiều quốc gia khác nhau, kể cả về mùi vị lẫn cách chế biến. Có lẽ bởi vậy mà phần nhân của chiếc bánh mì này cũng thực sự mới lạ. Phần nhân của nó được làm từ những nguyên liệu hết sức đắt đỏ, thường chỉ xuất hiện trên bàn ăn của hội con nhà giàu như nấm truffle, gan ngỗng béo. Loại pate dùng trong nhân chiếc bánh này được đặt riêng từ đầu bếp Pháp sống tại Đà Lạt. Cùng với đó là 4 miếng gan ngỗng béo áp chảo loại thượng hạng, mỗi miếng thì nặng khoảng 40g. Mayonnaise thì được sử dụng ở đây vô cùng đặc biệt. Nó chứa nấm truffle là loại nấm đắt đỏ bậc nhất thế giới. Một thành phần rẻ nhất cũng không kém phần cầu kỳ, có lẽ là phần nhân thịt sườn được căn tỷ lệ thịt mỡ đúng chuẩn, không quá nạc cũng không quá mỡ. Nằm ở giữa những nguyên liệu đắt đỏ chính là món rau dưa bình dân như dưa leo thái mỏng, thêm chút rau mùi, húng quế, những thành phần tạo ra hương vị thơm ngon, quen thuộc của bánh mì Việt Nam. Tất nhiên, bỏ ra 2,3 triệu đồng để có được chiếc bánh mì này, bạn cũng sẽ được phục vụ thêm cả khoai lang chiên, trứng cá caviar và 2 ly vang trắng để thưởng thức cùng. Được biết, một phần bánh rất lớn, đủ cho 2-3 người ăn. Đối với một món bánh đặc biệt này, muốn thưởng thức thì bạn cần đặt trước một ngày và cọc một nửa số tiền cho nhà hàng. Số 4. Joseph Grand Prix by Moreno. Bánh mì vàng lá có giá 120 đô la. Xấp xỉ 2,7 triệu đồng cho một ổ. Là một trong những chiếc bánh mì có mức giá đắt nhất trên thế giới, Joseph Prince, bánh mì vàng lá ra đời nhờ ý tưởng sáng tạo của đầu bếp Moreno, chủ một tiệm bánh địa phương ở Andalusia, Tây Ban Nha, đã có kinh nghiệm 70 năm gắn liền với nghề làm bánh. Cửa hàng đã khiến thực khách gần xa ngỡ ngàng khi ổ bánh vàng lá có mức giá lên tới 120 đô la, tương đương 2,7 triệu đồng cho một ổ. Công thức tạo nên chiếc bánh đắt đỏ này đến nay vẫn là dấu hỏi lớn, nhưng chủ tiệm tiết lộ, ông đã tán nhuyễn vàng 24K trộn vào bột mì sau đó đem đi nướng. Để tăng giá trị và thẩm mỹ cho chiếc bánh, thì Moreno còn cẩn thận rắc thêm một lớp vàng cám sau khi bánh chín. Chiếc bánh chín thơm phủ thêm một lớp vàng mỏng chắc hẳn sẽ khiến bất cứ ai đều chẳng thể rời mắt. Số 3. Phô mai nướng Quintessential có giá 214 đô la, xấp xỉ 5 triệu đồng. Được đặt tên là phô mai nướng Quintessential, món bánh mì sandwich này có vẻ độc đáo vì nó có một số nguyên liệu đặc biệt đắt đỏ nhất thế giới. Quintessential được làm từ nấm truffle, đắt tiền, rượu sâm banh và tôm hùm. Đặc biệt là bên trong chiếc bánh có lớp vàng 24 carat có thể ăn được. Bánh sandwich này thì được phục vụ cùng nước sốt xay nhuyễn cà chua và tôm hùm đựng trên đĩa baccarat cristo đắt tiền. Phô mai Casio Cavallo Podolizo là thành phần chính của món bánh mì. Đó là loại phô mát hiếm được nhập khẩu từ miền Nam nước Ý, nơi nó được làm từ sữa đặc biệt của 25.000 con bò, chỉ tiết sữa trong 2 tháng một năm. Trước khi được phục vụ trên đĩa, thì bánh sandwich được cho vào máy ép panini trong 4 phút để phô mát đặc biệt có thời gian bắt đầu nóng chảy. Bánh sandwich này thì cần đặt trước 48 giờ vì tất cả nguyên liệu đều được đặt trước theo đơn hàng đặc biệt của bạn. Bạn có muốn chi một số tiền 214 đô la, tương đương gần 5 triệu đồng cho một chiếc bánh sandwich như vậy không? Số 2, The Golden, bánh sandwich rát vàng có giá 350 đô la, xấp xỉ 8 triệu đồng. Mới đây thì nhà hàng BPNG ở Chicago của Mỹ đã bổ sung món bánh sandwich bơ đậu phộng có mức giá đắt đỏ vào thực đơn của họ. Theo trang Fox News, đây là chiếc bánh sandwich có giá đắt thứ hai trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Với những nguyên liệu xịn sò như mật ong manuka, vàng lá, mứt nho đỏ đã tạo nên một chiếc bánh sandwich phiên bản sang chảnh. Golden Goose là những miếng bánh được cắt ra từ một ổ bánh mì nguyên vẹn, có lớp vuông bằng vàng trộn với bột. Điều khiến cho món bánh đắt đỏ không chỉ bởi nguyên liệu là vàng, mà những lát bánh này còn được ăn kèm với loại mứt nho đặc biệt, được sơ chế và loại bỏ hạt bằng tay.
biết được nhà hàng nhập khẩu hoàn toàn từ Pháp, có giá khoảng 24 đô la trên 100 gram, tương đương 556.000 đồng trên 100 gram. Ngoài ra thì phần mật ong sử dụng là mật Manuka, loại mật ong hiếm nhất trên thế giới, nhập khẩu từ New Zealand có giá lên đến 371.000 đồng, tương đương 8,5 triệu đồng. Đó là lý do tại sao chiếc bánh sandwich giáp vàng này lại có giá 350 đô la, xấp xỉ 8 triệu đồng. Thực khách muốn thưởng thức chiếc bánh ngỗng vàng đắt đỏ này thì cần phải gọi điện cho nhà cung cấp đặt hàng trước ít nhất 24 giờ. Số 1. Golden Boy, bánh mì kẹp thịt có giá 6.000 đô la, xấp xỉ 138 triệu đồng. Dẫn đầu bảng xếp hạng chính là chiếc bánh mì kẹp thịt Golden Boy, một món ăn hảo hạng được làm từ 100% Wagyu A5, trứng cá muối Beluga, cua hình đế, nấm cục trắng cùng các nguyên liệu hạng A khác. Chiếc bánh do Robert Zanivan, chủ sở hữu của nhà hàng Hà Lan Titanton sáng tạo ra. Món bánh mì thời thượng làm từ đủ loại nguyên liệu đắt tiền, từ phần vỏ bột mì Tampirenon bọc trong lá vàng đến thịt bò Wagyu Nhật Bản, trứng cá muối Beluga, thịt sông khói Rosarito Pelota 100%, nấm cục từ trang trại Nguyke, tất cả được ướp trong nước sốt thịt nướng làm từ cà phê Kopi Luwak và rượu Macallan Single Malt Whisky và sốt Mazone nghệ Tây. Cuối cùng thì bánh mì kẹp thịt được ngâm trong làn khói rượu whisky để làm tăng thêm hương vị. Các thành phần để hòa quyện bổ sung cho nhau tạo ra hương vị đậm đà. Quả là một chiếc bánh rất nhiều công đoạn kỳ công phải không? Nếu bạn dự định chi 6.000 đô la tương đương 138 triệu đồng cho một chiếc bánh kẹp thịt thì bạn cần đặt hàng ít nhất 2 tuần và đặt cọc 750 đô la để giữ bánh. Là top 10 loại bánh mì đắt nhất trên thế giới. Mức giá thật quá đắt để thưởng thức khi mà Việt Nam chúng ta có những ổ bánh mì kẹp thịt thơm phức, giòn tan chỉ vài chục nghìn đồng đúng không nào? Tuy nhiên, nếu bạn có một chiếc ví rủng rỉnh tiền và đam mê những món ăn độc lạ thì có thể tìm hiểu trong chuyến du lịch qua các nước châu Âu nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Thung Lũng Thời Đại trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.